Hôm nay tôi sẽ nói về bộ phim Chuyến tàu băng giá. Đạo diễn bộ phim là Bong Joon-ho, chính là một đạo diễn Hàn Quốc mà hai tháng trước đạt 4 giải Oscar với bộ phim điện ảnh Ký sinh trùng. Câu chuyện về chuyến tàu băng giá có một cảnh trong trái đất tương lai nơi mà băng tuyết lạnh lẽo bao trùm, văn minh nhân loại chỉ còn sót lại những người trên con tàu động cơ vĩnh hằng. Con tàu này đã khởi hành 17 năm, trên tàu sẽ chia thành các tầng lớp xã hội, phía đầu tàu là những tầng lớp giàu có, người giàu thì xa hoa lãng phí, ngày đêm đàn ca, càng về phía đuôi tàu càng nghèo, những con người dưới tầng đáy xã hội chen chúc trong đuôi tàu vẫn thiểu, người nhiều nhưng cuộc sống trăm lần đau khổ, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn phía trước mang tới, 17 năm đều như thế một thanh protein đen xì, mềm mềm xốp xốp, có chút giống cao quy linh ở thể rắn. Những con người ấy muốn phản kháng, lý do rất đơn giản, chúng tôi muốn ăn thịt bò hầm. Nhưng bất cứ một cuộc chống đối nào cũng bị binh lính khống chế tàn bạo. Không chỉ như thế, bọn họ còn cử người tới cướp trẻ nhỏ. Nếu có người vô lễ với những người trên đầu tàu, bọn họ sẽ bắt lấy và cho tay người đó ra ngoài tàu, rồi lại rút về, tay đã đóng thành băng rồi. Sau đó lại dùng búa đập mạnh có thể tiếp tục chịu không có một nhà lãnh đạo bí mật ở toa sau tên là curtis cũng là đội trưởng mỹ để phản kháng anh âm thầm thu nhập rất nhiều thùng sắt hôm đó binh lính lại tới giao thức ăn mở hết vài tấm cửa điện Curtis cảm thấy cơ hội đã tới anh dùng hết quyết tâm chạy thẳng về tên lính bắt đầu lấy súng của chúng rồi chỉ lên đầu mình kêu kết hắn đúng như dự đoán của anh ấy khẩu súng của tên lính không hề có đạn thế là toàn bộ người dân mạnh mẽ chiến đấu người nối người đẩy những thùng sắt chặn từng lớp cửa một bọn họ người đông thế mạnh chỉ chốc lát đã đánh bại những tên binh lính số lượng ít ỏi trận chiến đầu tiên của quân phản kháng giành thắng lợi rồi không lâu sau họ tới nhà giam trên tàu phòng giam rất đặc biệt tội nhân bị nhốt trong những học như ngăn kéo, bọn họ đã tìm ra người cần tìm, một chuyên gia người Hàn Quốc, ông ấy biết cách mở cửa điện của tàu, ông ấy rút từ trong người một hộp thuốc lá loại kinh điển chục năm về trước, hít một hơi, nhả ra làn khói, mọi người đều tới gần ngửi, đáng sợ quá. Curtis và chuyên gia Hàn Quốc đạt được thỏa thuận chung, ông ấy cũng cứu cô con gái bị nhốt của mình. Cô gái này có một năng lực thần kỳ, có thể cảm nhận được toa tàu kia có người hay không. Chuyên gia Hàn Quốc bắt đầu mở cửa, họ tiến vào toa tiếp theo. Ở đây họ thấy một cửa sổ, nhìn ra thế giới phía bên ngoài cửa sổ, ông lão đây cũng phải thốt lên kinh ngạc. Băng tuyết bao trùm đầy hơi thở chết chóc. Bọn họ tiếp tục tới toa tàu tiếp theo, cô gái một lần nữa nhắc nhở, toa tiếp theo có một người. Bọn họ mở ra, quả nhiên có một người. Hóa ra đây là nơi sản xuất thanh protein. Curtis không ngăn được tò mò, treo lên đỉnh máy làm thanh protein xem, vừa nhìn liền kinh ngạc. Curtis kinh hãi rồi. Hóa ra thanh protein họ ăn 17 năm nay đều làm từ dáng. Anh ấy nôn không ngừng, những con người dưới đáy xã hội kia vẫn đang tranh giành nhau những thanh protein. Anh ấy trượt xuống, nói với người chuyên vẽ lại tranh trừ tượng kia, không được vẽ cái này. Đối phương chỉ có thể đồng ý, bọn họ tiếp tục đến toa phía trước, nhưng khi người đàn ông Hàn Quốc đang mở cửa, con gái ông ấy đột nhiên nghe thấy tình hình ở toa tàu đó, biểu cảm hoảng sợ, không thể mở, nhưng bố quái đã mở ra rồi cửa toa vừa mở ra xuất hiện rất nhiều người trên tay cầm rất nhiều loại búa rìu nhưng nguy hiểm nhất là toàn bộ bọn họ đều che mắt nhưng tại sao họ lại che mắt nếu như bọn họ tới dẹp quân phản kháng thì không nhìn thấy không phải sẽ làm yếu đi sức chiến đấu sao rất nhanh đáp án được hé lộ bọn họ đồng loạt đeo thiết bị nhìn đêm sau đó bật chiếc đèn bên trên lên người Hàn Quốc nói phía trước có đường hầm nói xong liền chạy đi quả nhiên lúc đó con tàu cũng tiến vào đường hầm xong rồi trong bóng tối nhóm người dân đó không hề có khả năng phản kháng từng người từng người bị giết vào thời khắc tuyệt vọng đó Curtis đột nhiên nhớ tới, vừa nãy anh ta nhìn thấy bao diêm của người đàn ông Hàn Quốc, anh ấy hét lên, mau lên, chúng ta cần lửa. Sau đó một cậu bé trong ta cuối cùng đánh lửa lên, đốt lửa tiếp xúc chạy, bắt đầu thôi. Cậu bé rồi tới người lớn, sau đó lại một người lớn. Một đốm lửa nhỏ như ánh sao bắt đầu lan rộng, cuối cùng ngọn đuốc ấy cũng tới tay quân phản kháng. Họ lại làm chủ được tình thế, tinh thần tăng vọt, đánh tan tác nhóm người giàu đó. Curtis rất nhanh bắt được nữ thủ lĩnh nhà giàu, con tàu ra khỏi đường hầm, nhưng người ở toa cuối không tránh khỏi tổn thất nặng nề, tới người thiếu niên yêu quý Curtis nhất, cũng rời khỏi thế gian này, Curtis đau thương một hồi, nhưng tới đêm, ông lão có tiếng nói lại bắt đầu khuyên anh, đừng đi nữa, Curtis không nghe, khăng khăng tiếp tục, để rất nhiều người ở lại, chỉ mang theo 6 người, áp giải nữ tu bên kia, từ bây giờ đôi mắt họ thấy được một thế giới tốt đẹp mà 17 năm chưa hề biết tới, đầu tiên là một ta tàu rất nhiều hoa trái ngon, sau đó là một ta nhìn lên như đáy biển nuôi biết bao loài cá, ở đây bọn họ được ăn một bữa sushi tươi ngon thượng hạng, sau đó họ tới một kho lưu trữ thực phẩm. Ở đây treo biết bao thịt gà, 17 năm qua bọn họ chỉ được ăn dán, thực phẩm trước mắt kia lại phong phú biết bao. Sau đó lại tới toa tiếp là một phòng học, một đám trẻ con nhà giàu đang được nghe cô giáo giảng bài, nhưng những lời cô giáo giảng đều như tại não, con tàu dài là cứu tình thế giới, con tàu băng giá là chân lý, ai cũng không thể xuống tàu. Họ nhìn cô giáo và lũ trẻ đang vui vẻ một cách thái quá kia, Curtis cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau đó có một ông đầu trọc mang một giỏ trứng tới, đưa cho người lớn và trẻ em mỗi người một quả. Sau đó lại đẩy xe về sau, đẩy tới toa cuối cùng nơi những con người cùng khổ đang sống. Có cả phần cho người nghèo, nhưng khi ông ta dùng những quả trứng để giảm sự cảnh giác của họ, thì đột nhiên rút trong đóng trứng ra một khẩu súng. Cô giáo trông rất hiền hậu kia cũng rút ra một khẩu súng. Khi nhóm của Curtis đẩy ngã cô giáo, bọn họ nhìn thấy trên màn hình TV, toa cuối cùng đã bị khống chế rồi tên sát thủ kéo ông lão có tiếng nói nhất ra bắn chết ông Curtis tích căm hận tột cùng anh ta cũng giết nữ thủ lĩnh bọn họ tiếp tục đi về các toa trước càng đi càng kinh ngạc có nhà khoa kỹ thuật cao có tiệm may cao cấp có một quán bar sang trọng ai ai cũng ăn mặc khoác áo da chuồn. còn có viện thẩm mỹ của các phu nhân cuộc sống xa hoa trụy lạc của kẻ có tiền được khắc họa tương tận đáng tiếc binh lính và tên sát nhân đã bắt kịp họ lại là một trận chiến ác liệt cuối cùng Curtis cũng đánh bại tên sát thủ nhưng thiệt hại cũng rất nặng nề, Curtis trang nghiêm thề với bà mẹ đang hấp hối, nhất định anh sẽ cứu đứa con bị bắt của bà. Bà mẹ ấy rưng rưng cảm ơn, sau đó bà ấy cũng ngừng thở. Nơi nhiều tiền nhất trên con tàu là một vũ trường, ai ai cũng ăn mặc trang điểm kỳ dị, tay cầm ly rượu và lắc lư những điều nhảy chẳng có ý nghĩa gì hóa ra những con người thượng đẳng này không làm gì hết cả ngày chỉ ăn chơi sao đại như những ký sinh trùng Curtis không để ý tới những người này âm thầm tiến về phía trước trong lòng anh ta chỉ muốn tìm ngay người quản lý con tàu này bóp lấy của anh ta đánh một trận tàn bạo cho hả giận vì ông ta tiếp tay cho sự xa hoa trụy lạc vì bao sinh mệnh cùng khổ để ông ta phải trả giá cho những gì ông ta gây ra khi anh ấy thực sự bước tới trước cánh cửa phòng chỉ huy lại phát hiện cánh cửa này không cách nào mở Curtis phẫn nộ anh vừa đánh vừa mắng cánh cửa nhưng nó chỉ có thể mở từ bên trong bên ngoài không có bất cứ cơ quan nào chú ý ở đây biểu tượng trong một bộ phim đã làm nổi bật chủ nghĩa quyền lợi phong kiến bên ngoài không thể bước vào bên trong sau khi xả hết phẫn nộ curtis ngồi xuống đất đau khổ vô cùng tại sao anh ấy lại đau khổ tới thế vì tất cả sự phản kháng sự hy sinh anh ấy đã mất đi những người quan trọng nhất anh ấy đốt điếu thuốc cuối cùng của nhân loại nói với người đàn ông hàn quốc 17 năm trước trước khi người quản lý mang thanh protein tới, những người ở toa cuối đó chính là người ăn người, anh ta cũng ăn biết bao người. Cho tới một ngày ông lão đó lãnh đạo, những người lương thiện tự cắt tay cắt chân để mọi người ăn, họ mới bừng tỉnh và chấm dứt sự sinh tồn tàn ác đó. Bao nhiêu năm, Curtis vừa đau khổ, hối hận, luôn nghĩ về cái chết, nhưng không ngờ chỉ còn bản thân mình, con người ác độc tội lỗi như anh. Sau đó, người đàn ông Hàn Quốc chỉ về phía tàu, tôi muốn mở cửa này, chúng ta hãy rời khỏi con tàu, đi vào tự nhiên. Đúng lúc này cánh cửa phòng quản lý mở ra, một người phụ nữ mặc áo vàng cầm súng bắn bị thương người đàn ông Hàn Quốc. Sau đó nói với Curtis, người quản lý muốn mời anh vào trong, Curtis chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo. Anh không ngờ người quản lý tàu là một ông già vô cùng hiếu khách. Ông ta là một phần bò hầm cho anh rồi nói với anh, có một bí mật kinh thiên động địa giấu trong con tàu băng giá. Hóa ra mỗi lần người dưới đáy xã hội phản kháng đều là ông ta sắp xếp. Ông ta tự tay viết tình báo rồi gửi xuống tàu cuối cùng, sau đó đều do người của ông ấy, chính là ông lão có tiếng nói nhất ấy. Ông ta chỉ thị kế hoạch tốt như nào, thất bại ở nơi nào, có bao nhiêu người chết vì sao phải làm như thế tất cả đều vì khống chế dân số tài nguyên trên con tàu có hạn nhưng dân số ngày một tăng vì để khống chế dân số liên tục tăng ấy bạo lực hợp lý là cần thiết giảm dân số ở từng đáy của xã hội cũng giảm số dân giàu hóa ra tất cả đau khổ trên thế giới này đều nằm trong kế hoạch của con người đứng sau màn kịch này tất cả với ông mà nói chỉ là một con số thôi cơ tích thì sao lúc này đôi mắt của anh ta như chìm vào mê mang dường như đã bị âm mưu của tên quản lý tẩy não thành công hắn nói hắn già rồi hắn muốn curtis thay vị trí của hắn anh ấy sẽ quyết định như nào lúc này cô bé gái chạy tới cầu cứu anh curtis đột nhiên đẩy cô bé ra lẽ nào anh ta sắp bị tẩy não ư lúc này đây đột nhiên cô bé nghe được âm thanh của đồ vật bên dưới curtis giúp cô bé lật tấm phản bên dưới là cậu bé ở ta cuối cùng ấy đang vận hành cỗ máy nhưng cậu bé đáng thương và người quản lý lạnh lùng cuối cùng curtis cũng quay lại với trái tim ban đầu anh ấy chiến đấu vì cải thiện và chính nghĩa chứ không phải lý luận kinh tế lạnh lùng tàn nhẫn thế là anh đánh ngã tên quản lý giơ tay cứu lấy đứa bé bé gái còn châm lửa đốt dây dẫn trên con tàu sau đó Curtis cứu được bé trai cùng với người đàn ông Hàn Quốc dùng thân mình bảo vệ hai đứa bé yếu ớt kết cục của bộ phim là hai đứa trẻ rời khỏi con tàu băng giá trong không gian tuyết trắng họ tìm thấy một chú gấu bắt cực còn sống kết thúc này có ý nghĩa gì tại sao họ lại từ bỏ con tàu băng giá tôi cho rằng kết thúc này muốn thể hiện một quan niệm nếu dùng quá nhiều âm mưu thủ đoạn nhân công và máy móc để khống chế con người phát triển con người quyết định vận mệnh không bằng quay về thiên nhiên để con người cùng thiên nhiên hòa hợp là thành thể thống nhất từ góc độ này trí tuệ của con người không thể xem thường